chiều ngày 7 tháng 3, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Thường trực Mặt trận Tổ quốc Thành phố tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp năm 2017. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Phạm Ngọc Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, Phạm Cao Hải, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố. Năm 2017, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã ký ban hành quy chế phối hợp số 01 một năm qua trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội và chủ đề công tác năm của thành phố việc triển khai quy chế đã đạt được những kết quả tích cực công tác tuyên truyền phổ biến vận động nhân dân chấp hành chính sách pháp luật thực hiện các nghị quyết của hội đồng nhân dân được triển khai có hiệu quả Cụ thể, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chủ động cung cấp đầy đủ các thông tin, văn bản quy phạm pháp luật đến Thường trực Mặt trận Tổ quốc thành phố để tuyên truyền vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân. Một số nghị quyết đã đi vào thực tiễn, như nghị quyết về việc hỗ trợ vật liệu đầu tư xây dựng, bê tông hóa đường giao thông thôn khu nội đồng tại các xã phường giai đoạn 2017-2020. Cùng với đó, việc nắm bắt tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội kịp thời đã giúp cấp ủy chính quyền giải quyết thấu đáo các kiến nghị nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Việc phối hợp thực hiện các chương trình giám sát, thi hành pháp luật tại địa phương và tổ chức các kỳ họp được khai bên chuẩn bị chu đáo, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định. Trong năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân và Thường trực mặt trận Tổ quốc thành phố đã phối hợp tổ chức 4 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội hai cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố với trên 2.800 lượt cử tri tham dự. Năm 2018, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp cũng như nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước động viên các nguồn lực xã hội phát huy sức mạnh các tầng lớp nhân dân chủ động phối hợp đẩy mạnh các hoạt động giám sát nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri và phối hợp vận động nhân dân tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh nâng cao chất lượng các kỳ họp hội đồng nhân dân đặc biệt là chất lượng các văn bản trình hội đồng nhân dân cũng như chất lượng chất vấn tại các kỳ họp